Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn ngày xa. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gốm và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình ha trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú anh chị. Đây là một khắc ha. Một khắc thì em có một cái bộ lư nè. Đây là bộ lư xưa luôn cô chú anh chị, chuẩn xưa luôn ha. Chiều cao thì em đo gì là 60, còn chiều ngang chỗ hai cái đầu lăng như thế này là 40 cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình xem ha. Tức này thì tứ linh cô chú anh chị, long lăng quy phụng luôn nè. Đây là con rồng cô chú anh chị. Ở đây là con lăng đây. Còn đây là con rùa, còn đây là con phụng cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem ở con lăng phía trên ha. Đó con lăng thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Được đều chạm thì chạm đường nét rất là sâu. Đó, những cái đầu lăng của thứ bà chị bên hông nè, đó rất là rõ ràng của chú chị, ở dưới này cũng vậy luôn ha. Đó, cô đế thì của chú chị mình xem đó rất là đẹp của chú chị, đặc biệt thì nước đồng nghe của chú chị. Đó, bộ lư này thì rất là êm luôn của chú chị. Đó, cái đế thì rất là chắc chắn luôn ha, tích thì tứ linh, đó long lăng quy phụng luôn. Tích tứ linh này thì cô chú chị mình xem rất là gọn gàng ha, rất là đẹp của chú chị. Còn chiều cao chân đèn thì em đo như vậy là 48, còn cái mâm như thế này là 25 cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình xem ha. Đó, chân đèn thì chân đèn của chú anh chị ơi rất là sắc sảo luôn, rất là im. Đó, bộ lư này thì cân nặng đó là 14 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 29 triệu ha. Còn đây là 2H thì em có một cái bộ lư mắt che này của chú chị. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 55. Còn em đo cái hoành bụng cho cô chú chị mình xem ha. Hoành bụng như thế này á là 100 cô chú chị. Còn ở tán ngang đi ha. Đây em đo chiều ngang gì đi cho cô chú chị mình dễ hình dung được ha. Chiều ngang gì là 25 cô chú chị. Đó. Ở giảm quay ở phía sau cho cô chú anh chị mình xem ha. Rất là im cô chú anh chị ơi. Còn chiều cao chân đèn em đo như gì là 52, còn cái tán như thế này là 25 cô chú anh chị. Đó. Ở đây thì đầu gồng nghe cô chú anh chị, ngậm một cái viên ngọc nữa nè cô chú anh chị ơi. Bộ lư này thì cân nặng là 20 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 16 triệu ha. Còn đây là 3H thì em có một cặp chân đèn của chú chị ơi. Cô chú anh chị mình có xài những chân đèn lẻ ha. Chiều cao của chân đèn thì em đo như vậy là 56, còn cái mâm là 28 cô chú anh chị. Đó, cái búp sen thì mình có thể tháo rời ra được nghe cô chú anh chị, nó dặn bằng ốc ở phía trên ha. Đó, ở hai chân đèn thì đều như nhau cô chú anh chị, tại em để cái ghế này nó hơi cao chút xíu á, cô chú anh chị mình thấy nó cao thấp. Đó, thì cặp chân đèn này thì cân nặng là 6,9 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu ha. Còn đây là 4H thì em có một cặp bình của chú chị, chất liệu cũng là đồng, đồng này tầm 20 năm đảo về thôi. Đó, chiều cao thì em đo như gì là 60, hay còn hoành miệng là 18, còn hoành bụng như thế này là 70 của chú chị. Cặp bình này là bình nho sóc của chú chị. Ở đây thì của chú chị mình xem những dây nho ha và những con sóc. Đó, đây rất là nặng luôn của chú chị ơi. Cặp bình này rất là nặng của chú chị.
Ở cặp bên này thì cân nặng là 22 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 19 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo hay là có nhớ ý thì hãy kết bạn Zalo bên em ha, để em sẽ hỗ trợ tìm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Còn đây là 5H thì em có một cái sông trầm của chú chị ơi, sông trầm lăng, sông trầm quả cầu của chú chị. Đó, cô chú chị mình xem. Chiều cao thì em đo như vậy là 48. Còn hoành tròn như thế này là 60 của chú chị. Ở rất là im này của chú chị ơi. Ở trên thì một con lăng ha. Về thì mình bỏ trầm vô thôi, mình bỏ trầm vô thì mình đốt thôi của chú chị. Đó. Thì cái sông trầm này thì cân nặng là 5,6 kg, giao lưu giúp 5 kg của chú chị, em xin lỗi ha, cân nặng thì 5 kg, giao lưu giúp cô chú chị mình là 6.500.000 đồng. Còn đây là 6H thì em có một cặp vỏ đạn của chú chị. Chiều cao thì em đo như vậy là 31, còn hoành miệng thì 4 phân, còn hoành bụng như thế này, hoành đế thì là 18 của chú chị. Đó, cặp này thì cặp xưa nghe cô chú chị, ở phía dưới này cô chú chị thì vẫn còn cái ti luôn nè. Đó, cô chú chị mình xem ha. Thì cặp vỏ đạn này thì cân nặng đó là 1,6 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 1.300.000 đồng. Còn đây là 7H. 7H thì em có một cặp bình bông. Cặp này là đồng, thì đồng xưa nghe cô chú chị, nó bao xưa luôn. Ở cô chú chị mình về xem hàng đúng, hàng đúng chất lượng đúng như là em nói thì cô chú chị mình cứ nhận, nếu không đúng thì cô chú chị mình cứ gửi lại bên em, không tốn 1.000 phí ship nào hết cô chú chị ơi. Chiều cao của bình thì em đo như vậy là 25, còn hoành miệng đó là 7 phân, còn hoành bụng như thế này là 21 cô chú chị. Đó, cô chú chị mình xem những cái hoa văn nè, đó rất là đẹp không đó. Đồng thì đồng xưa nghe cô chú chị, bao xưa luôn. Đó, thì cặp bình này thì cân nặng đó là 700 g, giao lưu với cô chú chị mình là 2 triệu ha. Còn đây là 8H thì em có một cặp ly nữa nè, ly này là ly xưa cô chú chị. Đó, đồng đồng xưa luôn. Chiều cao thì em đo gì là 18, còn hoành miệng là 8 phân. Đây cô chú chị ơi, rất là đẹp. Đó. Thì cặp ly thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 đồng. Còn đây là 9H. 9H thì em có một cái đồ quay tiêu này cô chú anh chị. Đó, hồi xưa người ta quay tiêu á cô chú anh chị. Đây quay tiêu như thế này. Đây trong thì vẫn còn xài bình thường cô chú anh chị. Đó. Vẫn xài bình thường. Ở phía dưới thì nó có một cái khớp nữa cô chú chị. Đây. Ở trên nắp thì nó có một cái khớp nữa, mình có thể tháo rời ra ha. Đó, ở trong đây. Bây giờ thì người ta cũng ít cái xài cái này, chỉ gạt đề co hay gì đó cô chú chị. Nó rất là hay luôn. Đây. Mang tính chất xưa cổ của chú chị ơi. Đây, còn quay tiêu như thế này. Đây, đồ quay tiêu này thì cân nặng là 600 g, giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ha, bao xưa luôn cô chú anh chị ơi. Còn đây là 10H. 10H thì em có một cái bình bông gốm này thì Việt Nam cô chú anh chị ơi, Việt Nam xưa ha. Chiều cao thì em đo như vậy là 54, còn hoành miệng là 23, còn hoành bụng như thế này là 86 cô chú anh chị. Đó, cô chú chị mình xem rất là đẹp luôn nè. Ở trên thì những cái hoa văn cô chú chị ơi, đó làm ta làm những cái hoa văn ha, rất là đẹp. Tích này thì là lông phụng cô chú chị. Ở đây thì con rồng nè cô chú chị ơi, đây con rồng ha, ở bên đây là con phụng nè. Tích đó thì là lông phụng cô chú chị. Rồi ở trên miệng cho cô chú chị mình xem ha. Đây. Rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm của chú chị. Có thì em sẽ báo cho cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình cứ an tâm. Thì cái bình bông tích long phụng này, gốm thì Việt Nam của chú chị, Việt Nam xưa ha. Thì em giao lưu với cô chú chị mình là 2.500.000 đồng. Cô chú chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512.
Còn đây là 11H thì em có một cái ghế nghi ở cô chú chị. Những cái ghế như thế này thì mình chặn những cái đầu bàn của chú chị, những bàn dài á, theo cái lối của miền Nam của mình. Chiều cao thì em đo như gì là 100, còn chiều dài như thế này là 100 của chú chị, rất là chuẩn luôn. Còn chiều rộng là 56, còn cái chân là 7 phân, từ cái mặt ghế nghi xuống là 34 của chú chị. Chất liệu thì gỗ gõ của chú chị, còn ốc này thì ốc sâm cơ ba. Đó, vàng chanh xanh lục, ốc rất là chuẩn luôn cô chú anh chị, ốc rất là đẹp nè. Còn tích này thì là Hồng Kông phú quý cô chú anh chị, phú quý giàu sang cô chú anh chị. Ốc thì cô chú anh chị mình xem cảm nhận được ha, rất là đẹp luôn. Ốc này thì giá trị nó rất là cao cô chú anh chị, rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm ha, rất là đẹp. Tích thì Hồng Kông phú quý. Ghế nghi này thì được cẳng ở trước mặt và hai bên hông luôn cô chú anh chị. Đây bên hông này cô chú chị được cẳng luôn ha, ở phía sau luôn cô chú chị mình xem. Đây ở phía sau đây cô chú chị rất là đẹp, ở không hề có lỗi lầm cô chú chị. Và mặt trên đây đó, đây giờ phía dưới cho cô chú chị mình xem ha. Đây đó. Chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị, còn ốc này thì ốc sâm cơ ba, ở vàng chanh xanh lục, ốc chuẩn, ốc gốc rất là đẹp luôn. Bên em làm nghề cản ốc xa cừ này được hơn 20 năm nên em sẽ báo từng chi tiết từng loại ốc cho cô chú anh chị mình ha, để cho cô chú anh chị mình có thể xài. Thì cái ghế nghi này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 35 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Còn đây là 12H, 12H thì em có một cái bộ bàn đó cô chú anh chị mình xem, ở cái bộ bàn rất là lớn cô chú anh chị. Bộ bàn này thì gồm có 5 món cô chú anh chị, 4 cái ghế ha và một cái bàn đó cô ghế. Cái ghế thì cô chú anh chị mình xem đây, bộ này là bộ quách cô chú anh chị, bộ bàn quách ha. Bộ này là bộ đại, bộ này là lớn nhất, không còn bộ nào lớn hơn bộ này nữa nghe cô chú anh chị. Đó, chiều cao thì em đo như gì là 50. Đó, còn cái giữa sau đi, giữa sau rất là cao này cô chú chị. Giữa sau em đo như vậy là 146. Còn chiều rộng như thế này là 59, còn chiều ngang thì em đo phủ bì luôn ha, là 81 cô chú chị. Còn cái số là 3,5 cô chú chị ơi. Đây cô chú chị mình xem ha, được điều chạm hết rồi, chạm cá này cô chú chị. Đó. Chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc sâm cơ ba. Mặt đá thì mặt đá tàu của chú anh chị. Đây có cặp chim của chú anh chị ơi, cặp chim nguyên ương. Đó. Rất là đẹp luôn chị, chạm xong rồi mình cẳng luôn nên nó rất là đẹp ha. Còn hai tay hai bên thì cô chú anh chị mình xem, đó là hai cái đầu rồng nha chú anh chị. Đó. Ở bên đây cũng vậy nè cô chú chị ơi, được chạm xong rồi cẳng luôn ha. Còn mặt đá thì cô chú chị ơi rất là đẹp, đẹp luôn. Đó. Cẳng thì được điều cẳng tứ diện cơ cô chú chị. Đây cẳng tứ diện luôn. Đó cô chú chị ơi, rất là đẹp nè. Em quay ở phía sau luôn. Đây. Đó. Cô chú chị. Đó, cẳng thì được điều cẳng tứ diện nên cô chú chị ơi, rất là đẹp cái bộ này luôn, nhưng mà ghế thì nó rất là nặng nha cô chú chị. Ghế này thì phải hai người khiêng, với một người khiêng không có được cái ghế này đâu. Đó, nó rất là nặng, em chỉ xây thôi chứ còn mà khiêng là khiêng không có nổi cái ghế này. Đó. Rất là đẹp luôn. Coi cô chú chị mình xem bốn cái ghế đều như nhau cô chú chị. Đó. Đây bốn cái thì đều như nhau cô chú chị ơi, rất là lớn luôn. Bộ quách, bộ này bộ đại rồi. Nên nó rất là lớn. Cô chú anh chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm Cấp Chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình trong những clip này. Vừa tới đèn bốn ngọn, hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Nếu mà cô chú anh chị mình đi từ Dầm Cống ha, đi đường Chánh Long Xuyên,
đi hết đường Chánh Long Xuyên hướng về Châu Đốc khoảng chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. À, còn đây là cái bàn của chú chị. À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 75. À, còn chiều dài của bàn thì là 170. À, còn chiều rộng như thế này á là 85 của chú chị. À, còn cái chân á là 11, còn từ mặt bàn xuống cái dìm như thế này đó là 26 của chú chị. Đó, cô chú chị mình xem cái bàn rất là lớn luôn. À, mỗi một bên để hai cái ghế là rất là đẹp. Đó. Giờ ngôi nhà mình rất là khang trang cô chú anh chị. Đó, những cái dèm thì cô chú anh chị mình xem, đây là được điều chạm cô chú anh chị, chạm xong rồi, chạm nổi hết nè. Đó, chạm xong là cẳng luôn, chạm đây là chạm những cái tung. Đó. Đầu lăn thì chân móng hết. Đó cô chú anh chị ơi, đầu lăn chân móng hết ha. Đó. Chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc sơn carbon, còn mặt đá thì mặt đá tàu. Nên cô chú anh chị mình xem những mặt đá tàu thì nó rất là đẹp ha. Đá dân mây. Đó cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Mặt đá thì cô chú anh chị mình khỏi chê, rất là liền ha. À, rất là êm luôn, rất là chắc chắn cô chú anh chị. À, bộ bằng quách bộ đài này thì gồm có 5 món của chú chị, 4 cái ghế ha và một cái bàn. Tiệm giao lưu cho cô chú anh chị mình là 70 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha. Em sẽ kết bạn Zalo với cô chú anh chị mình thì em gửi hình ảnh thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. À, thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.